Lại nữa, thiện hiện, bậc thiện hữu của các đại Bồ Tát, nếu là người có khả năng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói cái tướng thường vô thường của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng thường vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng lạc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được, nói cái tướng không bất không của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được.